Mến chào các anh chị đã đến với kênh Emily của Chó Pháp nha. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ và bình an, hạnh phúc bên gia đình, thành công trong cuộc sống nha. Mấy anh chị thấy video em hay cho em một cái chia sẻ, một cái like, một cái đăng ký và một bình luận ở dưới nha. Hôm nay em sẽ làm nấu canh chua tôm nha. Tôm đây là có 1 kg tôm em làm sạch sẽ rồi, em cắt tôm đây, em rim, em chẻ lưng nè, em có chẻ lưng nè đó. Em làm sạch sẽ rồi, làm sạch sẽ em quay video cho nó nhìn thấy nó đẹp. Bên đây là rau em cũng rửa sạch sẽ luôn rồi, có trái cà, hai trái cà tomat em cắt làm 4, cái đây có nấm linh chi, nấm kim chi đúng không? Cái đây cà giá, đây có đậu bắp, có quế để em nấu cái nồi canh chua cho mấy đứa con em ăn, nó thích ăn canh chua nè. Đây em bắt cái nồi lên, em đổ dầu vô nè để em phi tỏi xào tôm nha. Bấm tỏi vô xào tôm để nó canh chua. Mùi thơm đấy nha, quá thơm luôn, rất sảy luôn á. Sau đây em sẽ để thơm vô nha. Thơm mình xào ra cho nó có ra nước á nó mới ngon, chứ mình nấu chua mình không có xào thơm á, cái nước không có ra thơm, nó không có ra đúng không? Mình xào lên thì mỗi người nấu mỗi cách khác nhau, thì em nấu thì em hay xào thơm trước lắm. Rất là ngon nha. Em cho một miếng đồ gia vị nấu canh chua này cho nên cho cái màu nó đẹp, xào chung với thơm luôn cho nó thơm lên, nấu canh chua. Con mình thích ăn canh chua tôm, con nó thích là bà phải vô bếp, thương con là vậy đó mấy anh chị ơi. Gia vị nó vàng đều rồi, mình sẽ bỏ tôm vô nha. Bỏ tôm vô mình xào cho tôm nó săn lại, nấu nó mới ngon nha. Wow. Chứ mình nấu á, mình không có xào trước á, mình bỏ tôm vô nó tôm nó không có ngon. Nên chị thấy hấp dẫn không? Tôm nó săn lại em cho chút xíu muối nè, chút xíu đường, chút xíu bột ngọt cho nó tôm, cho nó thấm vô tôm á, chút lửa ra á. Tôm nó vừa ăn luôn. Tôm nó đã săn lại, bây giờ em đổ nước vô nè. Em nấu cái bình nước sôi thẳng nha, em đổ vô. Cái mình được đổ nước lạnh, lên nấu nó sẽ có bọt á. Rất là ngon nha. Lên cái màu rất là đẹp nha. Đây nấu bằng nước sôi. Em có cái bình nước sôi em nấu lên. Rồi, em sẽ cho 2 muỗng me vô nha. Em dùng me bột. Me bột, bên này có me bột. Rồi, em cho mấy cục đường phèn vô nha. Đây em phải đường phèn nha. Đường phèn để vô để cho nó ngọt được, ngọt thanh. Rồi, em cho nước mắm vô. Đó, ok. Rất là ngon. Đây em bắt chảo em rim tôm nè, em cho chút xíu màu hạt điều vô nè. Để mình rim tôm cho cái màu nó đẹp nha. Đây giờ quả tỏi vô mình phi nè. Cho nó thơm lên. Thơm lên. Đó, cái màu hạt điều mình đổ màu hạt điều lên phi tỏi nó rất là đẹp nha. Rồi, bắt đầu mình đổ tôm vô. Thì sao các em bật lửa mạnh nha, cho nó khỏi tôm, nó khỏi ra nước nha. Tôm nó chín nhanh lắm. Không có nào chín nhanh qua tôm hết á. Rồi, chúng ta muỗng rưỡi đường, một muỗng đường, muỗng rưỡi đường, chút xíu muối nha. Tôm tại tôm nó mặn sẵn rồi đó, mình cho chút xíu muối thôi. Mình chỉ đem tôm với đường với muối thôi nha, không có cần bỏ gì hết á. Nó rất là ngon, đường với muối là đủ rồi, chút xíu tiêu nữa đủ rồi. Chút nữa chín mình bỏ chút xíu tiêu nữa được rồi. Từ khi là em ăn thì bỏ ớt á, nhưng mà mấy đứa con em nó không có ăn ớt được. Nó mới nấu được, nó sợ cay lắm, cho nên không dám bỏ. Đây, đó, đang trộn á. Rất là ngon nha, rất là thơm nha. Rồi, nước sôi em bỏ đậu bắp vô cho nó chín nha. Đậu bắp cho nó sôi, nó chín chung với lại tôm. Rồi, bỏ cà vô. Bỏ mấy trái cà vô, hai trái cà cắt làm 8 nha.
Vậy lên, cho nước nó sôi rồi mình bỏ. Rồi em sẽ bỏ nấm vô. Bỏ nấm vô, bỏ giá vô luôn. Nấm với giá bỏ cho chung luôn nha. Tại nấm với giá nó chín đều không đâu à. Đó, rất là ngon. Một mồi vĩ đại luôn. Rồi nước nó sôi rồi mình cắt là tắt lửa lấy dừa. Tại cái nấm với giá nó màu chín lắm. Rất là ngon. Đây bắt đầu sẽ múc tôm ra nè, rất là ngon. Tôm, dĩa tôm nó khô rang luôn. Tại mình rào tôm á, mình đừng có nêm nước mắm, đừng có nêm nước gì đó. Tôm nó sẽ khô rất là ngon. Còn mình nêm nước ra, nước tôm nó ra nữa, tôm nó bị mềm, cái vỏ nó bị mềm, không có được cái giòn cái vỏ đó. Rất là ngon nha. Rồi mình sẽ rải tiêu lên nha. Món này đơn giản mà lẹ nữa. Đơn giản lẹ ngon. Quay đều những hạt tiêu, quay đều những hạt tiêu rơi rụng. Những hạt tiêu rơi xuống nha. Có tiêu vô sẽ nó rất là thơm. Mình nấu ăn mà có tiêu vô rất là thơm nha. Dĩa tôm mình đã xong rồi, bây giờ mình rải miếng tiêu lên rồi, rất là ngon, rất là nhìn thấy nó màu sắc rất đẹp nha. Đó. Rồi. Bắt đầu mình sẽ múc canh ra. Đậu bắp với lại cà tôm mát, với lại nấm rồi đi ra, giá rồi ra. Bắt đầu tôm đi theo đó, những chú tôm xinh xắn rất là ngon. Tưởng không nổi rồi. Rất là ngon nha. Đậu bắp thơm, cà tôm mát, một tô rất là vĩ đại. Nấu mình được ăn bữa đủ nửa buổi thôi, không cần nấu nhiều. Đó, nấm. Nấm kim chi. Rồi em sẽ dễ dày cọng lá quế, em có cắt mà em để nguyên vậy luôn. Rất là ngon. Để lên luôn thì nó sẽ mắc con tôm. Không sao. Lên như vậy đi cho nó ngon. Bây giờ em cũng đã múc ra hết nè, tô canh chua ra rồi. Rồi ở đây là tôm rim cũng xong rồi, bây giờ gia đình em sẽ ăn nha. Mình chào các anh chị nha. Em mời các anh chị ăn cơm canh chua với lại tôm. Con chào ông bà cô chú, con mời ông bà cô chú ăn với con. Canh chua em nấu có giá, có giá, có đậu bắp, có thơm, có tôm, rất là ngon. Ăn trái đậu bắp đi. Ngon quá. Bình thường là ăn cây phải có chén mắm, chén mắm ớt đó nè. Canh chua với tôm phải có chén mắm ớt đó nè. Mà bây giờ ăn ớt nhiều quá nóng rồi, cho nên không dám ăn nữa. Thơm, rất ngọt nước nha. Trái thơm này ngon quá. Bữa cơm hàng ngày của gia đình nhỏ em đi cuộc sống Pháp đậm bạc đơn giản. Một ký tôm làm được hai món. Cơm ngon không ha, ăn luôn vỏ luôn ha, tại vỏ nó mềm á, nhai luôn vỏ luôn. Tôm này giống như tôm bạc Thượng Lâm ha. Ngon lắm. Xin miếng canh thử, canh nó canh ngon, canh chua ngon. Em là đạo canh chua nha. Canh chua em thích lắm. Nè canh chua nói ba ba nha. Canh chua ngon quá. Ngon ngọt, chua chua. Rồi cho trái đậu bắp vô. Có nấm nè Khang Hiếu. Có nấm nè con. Quế rồi vô, giá rồi vô. Tôm nữa, chậm tôm vô luôn, tại chú tôm đi theo. Giá rồi vô. Phải xong chưa? Cái? Chai mì đi. Tôi bắt. Chờ tôi nhớ kìa. Ngon quá. Tôm nấu canh chua cũng ngon hả? Khang không ăn canh chua rồi con, tôm canh chua kìa.
Thơm ngon chứ. Dương ăn luôn không? Thơm ngon không cả? Ừ. Mấy đứa con mình á, vợ lớn này nó kén ăn lắm. Trước kia nấu đồ ăn hỏi nó ăn món gì mình biết mình nấu, nó thích mới nấu. Chọn thôi mình nấu ra rồi á, hai vợ chồng ăn đuối luôn á. Hồi nhỏ thì nấu gì nó cũng ăn rồi đó, bây giờ nó lớn rồi nó muốn ăn đồ ăn của nó. Đây thêm tô nữa, chén nữa, còn quá. Rất là ngon nhé mấy anh chị ơi, ăn đậu bắp dù rất là tốt nha. Bên em đậu bắp rất là mắc, ăn con tôm nữa, được tôm nấu canh ngon lắm. Vỏ tôm nó mềm á, nha luôn. Thịt chua tiếp, là cái chua ngon. Chua phải múc rau rồi vô nó mới đã. Rồi bắp rau rồi vô. Nóng, không bỏ. Cho nó bắp nó giòn rồi mà. Múc canh húp canh hả? Con muốn canh khoai. Không ăn tôm mà, có sâm nhon á con. Sâm nhon con thích nè. Canh thôi nè. Ngoài trai mình nó thích húp canh chua thôi à. Nó chỉ húp canh chua thôi, húp nước thôi à. Nó không chịu ăn rau. Bởi vậy nó nhỏ nên nó chén, nó kén ăn lắm. Lúc nó thích ăn, lúc nó không thích ăn, không biết sao hiểu luôn. Con bỏ đây đũa xuống đi. Con hất con bỏ đũa xuống. Anh chua vừa ăn không hiếp. Sao không chan vô canh luôn con? Thích hấp dĩa hả? Tôm rất là ngọt nước nha. Tôm nó canh chua ngọt nước quá trời luôn á. Làm thêm con. Đồ ăn rất là ngon. Thôi mình ăn canh chua thôi à, hết con miếng canh chua nữa thôi à. Xịt chua, xịt phân chua. Bây giờ mình cứ thôi video con chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Con xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký. Rồi, bữa cơm canh chua với tôm riêng cũng đã xong rồi. Em xin cảm ơn mấy anh chị luôn luôn đồng hành kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp nha. Em xin chúc mấy anh chị một ngày mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc với gia đình, thành công trong cuộc sống nha. Cho em xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký, một bình luận ở dưới nha. Cho em, vợ chồng em có cái động lực để làm video tiếp theo. Xin hẹn mấy anh chị video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.